Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng trở lại với một video phân tích về giá điện thoại trên kênh YouTube của mình. Cái thời điểm mà iPhone 14 Pro với cả iPhone 14 Plus mới về thị trường Việt Nam ấy, thì cái giá của nó lệch nhau rất nhiều, thậm chí là khoảng 4-5 triệu. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì khi cả hai sổ này đều đang được giảm giá xuống thì cái mức giá chênh lệch giữa bộ đôi này nó không còn nhiều nữa. Và mình tham khảo tại website của ClickBuy thì nếu mà xét trên cùng tham chiếu là hàng mới 100% là chính hãng V&A thì hai cái chiếc điện thoại này hiện tại đang lệch nhau tầm khoảng 2,5 triệu. 2 triệu rưỡi trong cái phân khúc giá từ 21 triệu rưỡi cho tới gần 24 triệu thì nó lệch nhau không nhiều đâu. Đấy, nó tầm khoảng hơn 10%. Thế thì chúng ta sẽ mua sổ nào trong hai sổ này thì mình sẽ phân tích cho các bạn luôn. Đấy, cũng như là nếu các bạn cần một cái điện thoại mà nó tổng hợp được cả hai điện thoại này thì chúng ta sẽ mua điện thoại nào nhé. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Đầu tiên là hộp phụ kiện thì như nhau, không nói gì rồi. Nhưng chúng ta sẽ nói về phần thiết kế thì sao. Rõ ràng iPhone 14 Pro sẽ có thiết kế đẹp hơn. Khung viền thép của nó nhìn sang hơn này. Cái màu vàng của nó, đặc biệt là cái màu vàng của nó nhìn rất là ấn tượng. Và thêm một cái điểm nữa là cái phần cụm camera phía sau của nó có tới 3 cái chấm thì nó tạo ra cái độ nhận diện thương hiệu tốt hơn, đặc biệt là cái phía mặt trước nó lại là cái màn hình form mới bây giờ. Đấy, các bạn biết là cái form thiết kế màn hình tay thỏ là Apple duy trì từ thời iPhone 10 đến tận bây giờ trên iPhone 14 Plus, nhưng mà lên Pro phát là chúng ta đã thấy khác rồi, đúng không nào? Màn hình viên thuốc luôn. Đấy là cái sự khác biệt thứ nhất là về thiết kế. Thêm một cái điểm nữa đấy là cái iPhone 14 Pro nó cũng sẽ có một cái cảm giác cầm nắm nó gọn gàng hơn so với cả iPhone 14 Plus. Chúng ta sẽ nói tiếp về phần màn hình thì sao. Màn hình của iPhone 14 Plus nó sẽ có một cái màn hình lớn hơn so với iPhone 14 Pro. Nó sẽ phù hợp hơn cho cái việc là chúng ta xem phim này, xem truyền hình, xem YouTube. Nói chung là bất kỳ cái gì liên quan đến việc xem mà lại cần kích thước lớn thì nó sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên về cái độ đẹp hơn thì rõ ràng là iPhone 14 Pro có màn hình đẹp hơn này. Tần số quét của nó cũng sẽ cao hơn. Đấy là những cái điểm mà iPhone 14 Pro hơn. Thực ra là nếu mà để mình lựa chọn màn hình thì chắc chắn 100% mình sẽ lựa chọn màn hình của iPhone 14 Pro rồi. Tại vì sao lại như thế? Tại vì là mặc dù iPhone 14 Pro cái màn hình của nó bé hơn so với iPhone 14 Plus, tuy nhiên là cái kích thước màn hình của iPhone 14 Pro thì nó lại là một cái kích thước màn hình nó rất là vừa phải nhé. Chứ nó không giống như là những cái sản phẩm kiểu là mini mà so với những phiên bản thường, đúng không nào? Mini thì nó quá bé rồi. Xem YouTube hay là xem các thứ khác, xem bóng đá, xem phim thì nó sẽ rất là khó chịu, nó rất là mỏi mắt. Đấy, nhưng lên cái phiên bản Pro thì 6,1 inch là rất là vừa phải, không quá to cũng không quá bé, mà lại được tấm nền xịn sò hơn, lại được tần số quét cao hơn. Nên là về màn hình mình sẽ lựa chọn 14 Pro. Về phần hiệu năng rõ ràng 14 Pro là hơn rồi, đúng nào? Chip là chip hơn hẳn rồi. Bây giờ là A16 chứ không phải sử dụng chip cũ A15 năm ngoái. Và về camera thì iPhone 14 Pro cũng hơn luôn. Nó thêm cả một cái camera tele nữa. Và có lẽ là nó thua mỗi về cái pin thôi. Thực ra là cái điểm hơn về pin của iPhone 14 Plus so với 14 Pro có lẽ là cái điểm hơn duy nhất. Chứ còn lại về thiết kế này, màn hình này, hiệu năng này, camera thì 14 Pro nó đều hơn. Mình thấy là như thế này. Nguyên cái phần bộ nhớ trong chênh lệch giữa những cái phiên bản iPhone thôi nó đã lệch nhau tới tận là bao nhiêu các bạn biết không ạ? Tới tận là vài ba triệu rồi. Đấy, mỗi cái lệch nhau bộ nhớ trong thôi nó lệch như thế rồi. Huống chi nó lệch hẳn về thiết kế, màn hình, hiệu năng, camera là những cái thứ mà không thể độ được, không thể nào mà hỗ trợ thêm được, đúng nào? Đấy, thì theo các bạn nó có xứng đáng để chúng ta từ iPhone 14 Plus lên iPhone 14 Pro hay không? Còn pin nhá, là cái thứ mà chúng ta có thể khắc phục được. Một là sạc nhiều lần, hai là có thêm một cục pin dự phòng. Còn tất nhiên bạn bảo là ôi rồi ôi mang cục pin dự phòng đi thì nó vướng víu, thì không cần mang pin dự phòng cũng được, không sao cả. Bởi vì ở bất kỳ nơi đâu khi mà bạn hết pin iPhone bạn mượn sạc thì sạc rất là dễ dàng, mượn sạc dễ vô cùng luôn. Đấy là cái điểm mà mình nghĩ là có thể khắc phục được. Chứ ví dụ bây giờ bạn dùng 14 Plus bạn cần camera tele đúng không, mượn ai camera tele, mượn mấy cái chiếc điện thoại Android cùi camera tele ví dụ thế chẳng hạn, thì chụp ảnh liệu có bằng 14 Pro tele của nó hay không? Còn tất nhiên mượn S23 Ultra hay các thứ là những tele quá xịn sò rồi thì có bao nhiêu người có. Hay như là bạn muốn có hiệu năng tốt hơn thì sao? Cỡ mà tốt hơn 14 Plus ấy, thì chỉ có 14 Pro với 14 Pro Max thôi, đúng nào? Đấy, cũng khó có thể tìm được. Vậy nên là mình nghĩ là những cái lên của những cái hơn của 14 Pro là những cái mà
chúng ta không thể đỗ lên được 14 Plus được. Còn cái hơn của 14 Plus so với 14 Pro thì là cái mà chúng ta có thể khắc phục được. Đúng nào, đấy là cái pin. Còn tất nhiên nếu mà bạn muốn kết hợp cả iPhone 14 Pro lẫn iPhone 14 Plus lại với nhau thành một, bùm, bạn biết là ra cái gì không? Tất nhiên rồi, đơn giản quá, nó ra 14 Pro Max còn ra cái gì nữa. 14 Pro Max bây giờ thì cũng lệch khoảng vài triệu so với cả 14 Pro thôi. Trước đây thời điểm đầu khi mà bộ đôi sổ này mới ra mắt thì nó lệch nhau tầm 3 triệu đến 3 triệu rưỡi. Nhưng bây giờ chỉ lệch nhau khoảng vài triệu thôi. Và với mức giá dưới 26 triệu bây giờ tại ClickBuy thì đây cũng là một cái mức giá rất là tốt cho 14 Pro Max. Thế còn nếu mà bạn không thích iPhone thì ở trong cái tầm giá này, bây giờ chúng ta cũng đã có thể lựa chọn mua được S23 Ultra với cái tầm giá nó cũng khá là tốt rồi. Đấy, tất nhiên mức giá 23 triệu mà các bạn nhìn thấy ở trên hình đấy chỉ là niêm yết thôi. Chứ còn mua tại ClickBuy thì có quá nhiều những cái khuyến mại đi kèm, và nếu mà trừ đi hết quà thì giá nó sẽ còn tốt nữa cơ các bạn ạ. Các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và theo các bạn, bây giờ với mức giá chênh lệch khoảng 2 triệu rưỡi giữa 14 Pro với cả 14 Plus, các bạn sẽ mua sổ nào? Cũng có thể để lại comment. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dây. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.